Chào mừng quý vị đến với những thông tin của phần 2 cửa sổ công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng mở đầu chuyên mục công nghệ tuần qua với thông tin hãng Google vừa đồng ý không đưa các game có chức năng chào mời mua vật phẩm bằng tiền thật trong ứng dụng vào danh mục game miễn phí để tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Theo quyết định này, các nhà sản xuất và phát hành game lên hệ thống Google Play cũng sẽ phải chấm dứt quảng cáo đây là game miễn phí, đồng thời phải áp dụng quy trình xác thực thanh toán trước mỗi lần đặt mua hàng trong ứng dụng. Tuyên bố của Google được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu EC mở cuộc điều tra về tình trạng mua hàng bên trong ứng dụng và yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng, các cửa hàng ứng dụng trong hệ thống Google phải thực thi, hạn chót là cuối tháng 9 tới. Hiện chưa rõ khi nào thì Google sẽ chính thức thực hiện tuyên bố này và phạm vi là trong châu Âu hay toàn thế giới. Một nhóm sinh viên của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ đã chế tạo thành công chiếc găng tay robot với 7 ngón tay, trong đó gồm 5 ngón của người dùng và thêm 2 ngón đặc biệt ở mỗi cạnh của bàn tay. Thiết bị này được cho là sẽ giải quyết triệt để vấn đề thao tác cũng như là cầm nắm bị hạn chế bởi khả năng của con người. Với chiếc găng tay này, người dùng có thể làm những thao tác mà một tay tự nhiên khó có thể làm được, như mang những vật quá nặng hay quá nóng, quá lạnh. Ví dụ, những việc như cầm mở nắp chai nước hay mở lá thư bằng một tay chẳng hạn. Hai ngón tay đặc biệt của găng tay thông minh sẽ tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các cảm biến để đo vị trí các ngón tay người. Sau đó, một thuật toán sẽ điều khiển hai ngón tay người máy dựa theo vị trí của các ngón tay người. Theo đó, chuyển động của găng tay dựa trên cơ chế đồng vận trong vật lý sinh học, tức nguyên lý mỗi ngón tay phản ứng theo chiều chuyển động của những ngón tay kế nó. Tuy nguyên lý khoa học để vận hành phức tạp, nhưng việc điều khiển găng tay lại khá dễ dàng. Người sử dụng không cần đưa ra mệnh lệnh phức tạp gì, mà chỉ cần di chuyển các ngón tay như bình thường. Ngón tay robot sẽ phân tích chuyển động để đưa ra những phản ứng hỗ trợ phù hợp. Điện toán đám mây là thuật ngữ dùng trong lĩnh vực máy tính, di động, cơ sở dữ liệu, đưa ra các phân tích và ứng dụng để doanh nghiệp vận hành thông minh hơn, nhanh hơn, đơn giản và hiệu quả cao. Doanh thu từ công nghệ điện toán đám mây của SAP tăng 32%, đạt 242 triệu euro trong quý 2 năm nay, vượt qua dự báo của giới chuyên gia. Mặc dù tổng doanh thu chỉ tăng 2%, đạt 4,2 tỷ euro so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận kinh doanh giảm nhẹ so với dự báo. Dự kiến doanh thu từ dịch vụ điện toán đám mây của SAP trong năm nay là hơn 1 tỷ euro. Vấn đề mà SAP đang phải đối mặt đó là sự cạnh tranh quyết liệt từ các tên tuổi lớn như là IBM và Oracle. Tôi nghĩ càng nhiều sự cạnh tranh sẽ giúp cho người dùng có được dịch vụ tốt nhất. Để thu về mỗi 1 tỷ đô la Mỹ, các hãng phần mềm phải ra mắt ít nhất là 50 ứng dụng. Theo đánh giá của giới chuyên gia, điện toán đám mây hy vọng sẽ tăng doanh thu lên 20%, đạt 174 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và 235 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. SAP cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào điện toán đám mây để duy trì doanh thu. Một công ty khởi nghiệp tại Mỹ có tên là Ringer.io vừa đưa ra một phương pháp giúp cho phát hiện sớm bệnh tâm thần thông qua smartphone. Công ty này đã xây dựng một ứng dụng cài đặt trên smartphone để theo dõi các ứng xử và hành vi của người dùng, để ghi nhận, phân tích xem người dùng có những dấu hiệu bất thường về tâm thần hay không. Nếu phát hiện có vấn đề, ứng dụng sẽ gửi tin nhắn đến chủ thiết bị và bác sĩ của người này biết. Các nhà phát triển giải pháp này cho rằng, sự tiếp xúc mật thiết giữa người dùng và smartphone chính là điều kiện lý tưởng để cho các bác sĩ chuyên môn có thể nắm bắt được trạng thái tâm thần của đối tượng. Hệ thống chẩn đoán bệnh tâm thần qua smartphone của Ringer.io dựa trên công trình nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Y khoa thuộc Viện Công nghệ Massachusetts. Hiện ứng dụng này đang được Viện Đại học California tiến hành thử nghiệm. Chiếc túc-túc chạy bằng năng lượng mặt trời của anh Naveen Rabelli đã thất bại trong lần thử nghiệm. Nhưng anh đã không nản lòng mà còn lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi tới London bằng chiếc xe túc-túc tự chế chạy bằng điện và năng lượng mặt trời. Từ bé, tôi đã luôn mơ ước được du lịch đến châu Âu, cho nên tôi luôn suy nghĩ rằng làm cách nào để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Rồi tôi chợt nghĩ xe túc-túc chẳng phải là lựa chọn tốt nhất hay sao? Đây vừa là biểu tượng của đất nước tôi, lại không gây ô nhiễm môi trường, và từ đó chiếc xe này ra đời. Rabelli sẽ rời Ấn Độ vào năm sau, bắt đầu cuộc hành trình dài hơn 6.000 dặm, tương đương 9.600 km đi qua 10 nước bằng chiếc xe này. Rabelli bày tỏ mong muốn qua việc làm này, anh có thể kêu gọi mọi người sử dụng những phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Công ty Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe tay ga mới, hướng đến đối tượng khách hàng nữ, mang tên Nuza Grande. Mẫu xe này được công ty định vị như là một dòng xe tay ga cao cấp nhưng với mức giá cạnh tranh. Mà thiết kế theo phong cách Pháp, Nuza Grande được Yamaha trang bị khá nhiều tiện ích lẫn công nghệ mới. Cốp xe có thể tích lên tới 27 lít, được chiếu sáng bằng đèn LED. Chân chống nghiêng có chức năng ngăn khởi động máy khi chưa gạt chân chống lên.
Ngoài ra, xe còn sở hữu một màn hình kỹ thuật số LCD giúp hiển thị tất cả những thông số như thời gian, quãng đường, mức tiêu thụ nhiên liệu, v.v. Đặc biệt, Nuza Grande là mẫu xe đầu tiên được Yamaha trang bị thế hệ động cơ mới BlueCore 125cc, 4 thì, cylinder, 2 van, SOHC, làm mát bằng không khí, phùng xăng, sử dụng hệ thống truyền động vô cấp CVT với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ mục đích 85 trên 100 km/h. Ngay khi chúng tôi phát triển sản phẩm mới thì đã tính toán là sẽ dùng ngay công nghệ BlueCore cho sản phẩm này, và việc tích hợp giữa sản phẩm và công nghệ đã mang lại những thành công mà hơn cả sự mong đợi của chúng tôi, và nó đáp ứng hoàn toàn những cái đòi hỏi rất khắt khe của khách hàng Việt Nam, bởi vì là khách hàng Việt Nam là một khách hàng rất là trong những khách hàng mà rất là kỹ tính về xe tay ga, và họ hiểu biết rất nhiều về sản phẩm, và việc lựa chọn thị trường Việt Nam sẽ là bước đánh dấu mở đầu cho việc Yamaha mở rộng công nghệ BlueCore với nhiều nước trong khu vực và trên thị trường thế giới. Nuza Grande sẽ có mặt tại các đại lý của Yamaha từ đầu tháng 8 tới. Vinastar Motor, gọi tắt là VSM, nhà sản xuất và phân phối của công ty Mitsubishi Motor, vừa chính thức công bố kế hoạch kinh doanh mới của hãng sau 20 năm có mặt tại Việt Nam, nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng trong giai đoạn tới. Thích ứng với chiến lược kinh doanh trung hạn New Start 2016 từ Mitsubishi Motor, VSM đã quyết định tập trung kinh doanh hoàn toàn vào dòng xe du lịch. Cụ thể, công ty lên kế hoạch nâng cấp các mẫu xe hiện tại như Mirai, Pajero Sport và Triton. Trong mùa thu năm nay, VSM dự kiến ra mắt thêm hai mẫu xe mới là S-Ray và Outlander Sport tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, VSM sẽ tăng cường đầu tư cải thiện chất lượng hoạt động bán hàng và dịch vụ với sự hợp tác từ các đại lý. Ông Kazuhiro Yamana, tổng giám đốc mới được bổ nhiệm của VSM cho biết, hoạt động marketing cũng được đẩy mạnh để đạt được mục tiêu bán ra 3.000 xe Mitsubishi trong năm 2014. Để tăng cường sản lượng kinh doanh, thì việc bổ sung các mẫu xe mới và tiến hành marketing rất quan trọng. Năm nay, chúng tôi dự kiến tăng gấp đôi ngân sách cho marketing so với năm 2013 để đạt được mục tiêu doanh số đã đặt ra tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2013, Mitsubishi Motor đã đạt được mức lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử của hãng trên toàn cầu và công bố kế hoạch trung hạn 3 năm mang tên New Start 2016. Theo đó, hãng quyết định tập trung mạnh hơn vào thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Sau lưng tôi đây là hàng loạt thiết bị và công nghệ mới được giới thiệu tại chợ công nghệ thiết bị sơ thu hoạch năm 2014 do Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 7. Chợ thiết bị sơ thu hoạch được tổ chức lần này trong bối cảnh mà vấn đề về tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho nông sản Việt Nam đang ngày càng cấp thiết. Chợ công nghệ sơ thu hoạch năm 2014 được tổ chức với sự tham gia của 20 đơn vị có các công nghệ thiết bị sẵn sàng chuyển giao phù hợp với nhu cầu đầu tư và đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong số đó, giới thiệu trực tiếp tại chợ công nghệ có khoảng 48 thiết bị và công nghệ tiêu biểu. Một số công nghệ và thiết bị tiêu biểu có thể được kể đến như là công nghệ chế biến bảo quản các loại nấm ăn, rau quả, hay là công nghệ sản xuất collagen từ chế phẩm cá da trơn, công nghệ bảo quản chế bơ. Cùng với đó là một loạt các thiết bị về sấy rau củ quả, tách vỏ hạt chanh dây, tách thịt sầu riêng, làm khoai mì siêu tốc, vân vân. Một ly cà phê tại khách sạn 5 sao Hàn Quốc có thể được bán ra với giá 20 đô la, nhưng một ký cà phê nhân xô được nông dân Việt Nam bán ra tại khu vực Tây Nguyên thì chỉ có giá khoảng 40.000 đồng. Tất nhiên chúng ta phải trừ đi các khoản chi phí về trung gian vận chuyển hay là dịch vụ, nhưng mức chênh lệch này là quá lớn và có thể được cải thiện theo hướng có lợi hơn cho người nông dân và doanh nghiệp Việt Nam bằng các công nghệ chế biến sau thu hoạch. Những hội chợ về công nghệ sơ hoạch như thế này được diễn ra chỉ trong khoảng vài ngày, và vấn đề là chúng ta phải làm sao để có nhiều cơ hội hơn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nông doanh nghiệp và nông dân Việt Nam có cơ hội tiếp cận. Chúng tôi cũng đã bàn với một số các cái sở khoa học công nghệ của các địa phương thì có thể chúng ta sẽ tổ chức cái mô hình chợ công nghệ thiết bị lưu động. Tức là có một số ngày thì tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, một số ngày thì tổ chức ở đồng bằng sông Cửu Long, và thậm chí là có thể chúng ta tổ chức ở các cái vùng Tây Nguyên v.v. Làm sao đó là quảng bá nhiều hơn nữa các cái công nghệ thiết bị. Một hãng công nghệ Latvia đã thể hiện sức sáng tạo của họ bằng sản phẩm máy bay tự điều khiển gắn camera có khả năng thực hiện các cảnh quay hành động hoặc thể thao mạo hiểm, và các nhà phát minh hy vọng là sản phẩm của họ sẽ tạo ra bước đột phá lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh. Chiếc máy bay tự điều khiển này có tên gọi là Aerox, với trọng lượng khoảng 1,6 kg và tốc độ bay có thể lên tới 70 km/h. Cấu tạo của nó gồm một chiếc máy ảnh GoPro được sử dụng phổ biến để thực hiện các cảnh quay hành động mạo hiểm. Thiết bị này được điều khiển bằng bộ phận cảm biến, thay vì điều khiển từ xa của các máy bay tự lái trước đây để xác định điểm đến và chuyển động của mục tiêu.
Máy bay tự lái sẽ đi theo và giám sát mục tiêu thông qua một bộ phận cảm biến điều khiển được gắn ở cổ tay của người sử dụng. Bộ phận cảm biến cũng có thể được gắn trên bất kỳ phương tiện nào như xe ô tô. Máy bay sẽ bay xung quanh bộ phận cảm biến này và camera sẽ focus vào đối tượng. Ông Zenis Bogit, đồng sáng lập của hãng Helico Aerospace, cha đẻ của AirDot cho biết, sản phẩm này được phát triển dựa trên nhiều nền tảng công nghệ phức hợp. Đây là loại công nghệ rất khó phát triển bởi vì cần rất nhiều cải tiến từ những nền tảng công nghệ có sẵn. Tôi có thể nói có ít nhất 5 cải tiến kỹ thuật chưa từng được sử dụng ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Không giống máy bay không người lái thông thường, chỉ có thể bay theo hành trình được lập trình sẵn. Chiếc AirDot có thể tự điều chỉnh đường bay và độ cao tùy theo người sử dụng hoặc mục tiêu. Đặc điểm này rất phù hợp đối với các vận động viên môn thể thao mạo hiểm và những nhà làm phim hành động. Chúng tôi trượt tuyết, chúng tôi leo núi, chúng tôi đua xe. Chúng tôi nhận ra rằng không dễ gì để quay phim lại hành trình của mình. Vì vậy chúng tôi tạo ra AirDot để có thể theo sau chúng tôi quay lại những thước phim sinh động, rõ ràng và chính xác nhất. Trước đó đội ngũ sản xuất còn muốn dùng smartphone như một cảm biến cho AirDot, nhưng việc đó không hề dễ dàng. Bộ cảm biến có tính cơ động rất cao, chịu được nước và điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Khoảng cách yêu cầu giữa cảm biến và AirDot lên tới 300 hay tối đa là 500 mét. Nhưng đổi lại, thời gian hoạt động của AirDot chỉ có 15 phút. Để thử nghiệm AirDot, mới đây hãng Helico Aerospace Industry đã cho quay phim lại hành trình của tay đua 3 lần vô địch cúp Latvia, Zenit Airline. Chiếc xe đua động cơ 800 mã lực là một thách thức lớn đối với AirDot, nhưng tay đua Airline cho biết AirDot là một tiềm năng lớn. Tôi thấy rất thú vị, rất mới mẻ và độc đáo, đây là một sự đổi mới rất đáng được trải nghiệm. Có rất nhiều dân chơi thể thao muốn quay phim lại, cho nên tôi nghĩ thiết bị này rồi sẽ rất thông dụng. Dĩ nhiên là cần phải có một chút cải tiến nữa, tôi có thể hiểu là vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng khi hoàn thiện, thành quả thu được sẽ rất đáng kinh ngạc. Thông qua hình thức gây quỹ quần chúng crowdfunding, hãng Helico đã thu được hơn 850.000 đô la cho quá trình sản xuất máy bay tự lái AirDot. Đứa con tinh thần này không chỉ là niềm tự hào của Helico, ông Spogit cho biết, nhóm sản xuất còn mong rằng nó sẽ mang lại tiếng tăm cho ngành công nghệ Latvia. Tôi thật sự mong muốn thiết bị này sẽ được ghi nhận vào sự thành công của nền công nghệ Latvia và cho cả thế giới. Chúng tôi đặt niềm tin rất lớn và sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Dự kiến sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt tại châu Âu vào đầu tháng 10 năm nay. Khi được sản xuất đại trà, giá bán lẻ của một chiếc AirDot sẽ là khoảng 1.500 đô la. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục công nghệ tuần qua. Trong chuyên mục tiếp theo, ai làm gì ở đâu? Những điều cần biết để đầu tư khởi nghiệp công nghệ tại Trung Quốc.